con gái Minh Nhựa kể chuyện tình hợp tan với ông xã hiện tại. Sự xuất hiện của hai cặp vợ chồng Ricky Joyce Phạm, con gái Minh Nhựa, Tâm Nguyễn và Pha Bồ Nguyễn, Vân Thay Mi mang đến cho chương trình Tâm Đầu Ý hợp tập 9 những bất ngờ thú vị về tình yêu và cuộc sống của các gia đình được sinh ra từ Bạch Đích. Pha Bồ Nguyễn không phải cái tên quá xa lạ đối với cộng đồng mạng, anh được biết đến như một Ricky nổi tiếng, con trai duy nhất của ông trùm ngành điện tử lâu đời ở Việt Nam. Tham gia Tâm Đầu Ý hợp cùng vợ, Vân Thay Ni, ông bố bỉm sữa đã có những chia sẻ hết sức thú vị về cuộc sống hôn nhân của mình. Pha Bồ cho biết vợ chồng anh đến với nhau như một cơ duyên khi mạng xã hội chính là bà mối. Pha Bồ tiết lộ bản thân cưng chiều vợ như công chúa và không để vợ phải làm bất cứ việc gì. Anh cũng thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho Vân Thay Ni khi khen cô kinh doanh giỏi và đã sinh con cho mình. Đồng cảm với những chia sẻ của Pha Bồ, Tâm Nguyễn, con rể của doanh nhân Minh Nhựa cũng cho biết là Ricky lúc đầu cũng có nhiều áp lực nhưng đó cũng là động lực để chứng tỏ cho mọi người thấy được những thành quả của mình. Tâm Nguyễn và Joyce Phạm kết hôn khi cả hai còn khá trẻ nhưng vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía gia đình, người thân, bạn bè. Cả hai cho biết mình từng là người yêu cũ của nhau, nhân duyên đến trong thời gian Joyce Phạm đang đi du học và nằm mơ thấy bạn trai cũ, sau đó cô chủ động nhắn tin, nối lại liên lạc sau thời gian xa cách. Chính giấc mơ ở thời điểm đó, như một cơ duyên kết nối hai người tình cũ không rủ cũng tới. Câu chuyện trùng hợp và hài hước của cặp đôi khiến cho Đức Thịnh thích thú. Con gái của doanh nhân Minh Nhựa cũng vạch mặt chồng khi cho biết Tâm Nguyễn ít nói và ít thể hiện tình cảm với vợ, hiếm khi cô được nghe những lời ngọt ngào từ bạn đời. Lâm Vĩ Dạ khá đồng cảm với Joyce Phạm và nhắc nhẹ Tâm Nguyễn phụ nữ yêu bằng tai. Để giúp đỡ cho cặp đôi dễ dàng mở lòng và thoải mái hơn, Đức Thịnh chủ động hướng dẫn Tâm Nguyễn thể hiện tình cảm với vợ ngay trên sóng truyền hình bằng cách lặp lại theo lời nói, em là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho anh. Dù khá ngượng ngùng, nhưng Tâm Nguyễn cũng nhanh chóng học cách thể hiện tình cảm với vợ và hứa sẽ thường xuyên làm điều đó. Sự dễ thương của đôi vợ chồng trẻ khiến cho Đức Thịnh, Lâm Vĩ Dạ và khán giả thích thú, cười nghiêng ngả.